cho bò luôn hả? Và hoàn toàn hai nè, cái cầu này là do công sức tiền của được của người dân Đà Nẵng của hai bên xin chào Hải Châu và chính quyền của Đà Nẵng. Còn cầu này là do Mỹ thiết kế, cầu rồng này là do Mỹ thiết kế, và cầu bên kia là do Phần Lan thiết kế. Cầu này là cầu một trụ đơn, chứ không phải là trụ đôi nha, một trụ đơn và trụ kia đọc đi đọc và lại chứ gì sao? Bên tay trái nhà mình chúng ta đó là cầu trực lý. Hai cầu này với tổng tài sản lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt hơn nữa là khánh thành cùng lúc ngày 29 tháng 3, ngày 29 tháng 3 là ngày kỷ niệm giải phóng của thành phố Đà Nẵng. Chính như vậy nhà mình chúng ta nhìn chung cầu sông Hàn cũng lấy ngày 29 tháng 3 năm 2000 kỷ niệm. Tất cả mọi công trình lớn đều là phải làm sao để có thể lấy ngày đó 29 tháng 3 để làm khánh thành của tất cả những công trình lớn luôn. Mỗi năm là ông phải hình thành khoảng cỡ ít nhất là một công trình mỗi năm, nhưng mà năm nay là ông hình thành đến 4 công trình, năm ngoái là hình thành 1 công trình, 2 công trình, rất là nhiều. Bởi vì 4 công viên giải trí là ông phải đầu tư mỗi ngày biết bao nhiêu tiền tỷ của ông, biết đủ bao giờ rồi biết bao nhiêu, và đó là nếu mấy vạn người đến khu vực của Bà Nà và chốt chốt khu vực với khu vực của Vinpearl cũng vậy. Thì Vinpearl là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Đây nó được không? Còn đây là cáp treo vượt núi, hiện tại bây giờ không có dài nhất thế giới nữa rồi. Này, nó qua nó sông Sông Răng rồi, nó sông dài nhất. Việt Nam mình cái diện dài nhất không biết có thiệt không? Ngoài người ta còn nhiều công trình người ta vĩ đại lắm, mình lúc nào cũng ảo tưởng. Hôm nay đi Bà Nà hai đường cáp treo Bà Nà thì ai đủ cái đỏ leo ngày hôm qua cũng lòng vòng đi chùa đi chèn đâu. Đúng rồi, như vậy á là khu vực Bình Công Ranh ở đây là khu vực đó là đặc trưng, là nó cái loại là rau biển nó màu đen. Con cầu dưới đó nó gì nó kể cho ba nó, ba nó thầy ơi ôi con nhận cái bản đồ, con nhận từ kia mà con kể cho ba con cái giờ cái đó ai cũng thương, giờ ba con không buồn con luôn, giờ ba con hiểu bản đồ của Việt Nam luôn rồi. Có nghĩa là từ qua đèo của con ra ba ra phát tiếp ở ngay vùng Vịnh Công Ranh, nó có một cái đặc trưng đó là rau biển màu đen. Nói chung là nếu là gia đình chúng ta chút xíu cho nó vui hả. Thank you.
trình trên đỉnh Pendleton. Đi đây giống như Đà Lạt thu nhỏ luôn, đồ có gì nữa. Trời ơi mẹ, người nước ngoài nó chỉ nghe được bé thôi. Tôi đã mới xin số điện thoại ba rồi đó. Đúng. Cô nói ba còn không nè nè. Đây gốc này gốc nào giống nước ngoài? Cô ông thật vô đây làm gì? Đi chơi đi, vô chơi coi phim rồi đi. Chụp cá bồi kia kìa. Ôi cá bồi. Em đi qua chụp anh cái bồi, đi qua đây gặp anh cái nè.
Mát đã thì y chang Đà Lạt. Người Pháp mà họ chọn vị trí là khỏi phải chê. Ta đang đi vào hầm rượu thứ hai. Bao rượu. Rượu gì mà nhìn Halloween. Rồi đứng hầm rượu làm tắm đi. Nè nhà anh Trung chụp nè cho chắc cú. Tiếng róc rách, tiếng nước suối. Đây gì? Đây là... Rồi, ông gì Pháp. Đây là đường hầm bí mật. Chiều của ba hả? Đó. Pháp thuộc mà. Này giống như địa đạo Củ Chi. Hầm vui hầm. Uống rượu trong hầm. Uống rượu trong đây chắc xịn cái trúng gió. Không ai biết. Uống mình sợ ma chứ. Này cái rượu kèo, rượu chiến hữu vậy. Đây là hầm rượu của người Pháp xây dựng từ năm 1890. Không à, nào hầm rượu Banana Hill. Chị có mấy cái bình này. Đây là Pháp nè. Ôi giời ơi, ở trên đây còn nữa. Rất đẹp. Đây ba. Đó, mốt về đã làm cái hầm rượu như vậy nè. Bình thường không làm hầm thì sống được 10 năm, làm hầm xong uống rượu nhiều quá chết luôn. Mất nét luôn. Nét rồi. Thank you.
Sư bức chú chúa vậy rồi. Chạy lên dốc mà. Mát lạnh ha, như Đà Lạt ha. Cá hồ mồi. Ô mát. Bàn là hiu. Ai hết rồi. Đấy luôn hả? Một chút mình lên lại làm sao anh?
đứng đó đợi ba mẹ. Ba đợi mẹ nha. Con chơi gì? Chút là xuống rồi, ăn cơm dưới đây mà. Anh nó uống mấy? Ai? Quay phim chút. Cười lên. Rồi dưới cơm. Mày cười lên, anh cười lên. Chú nó que hả? Trời ơi, cái mắt kính mình rồi. Đừng, đừng nhìn đó, đừng nhìn nha. Con nghi sao đi, nghi sao đi chịu nổi trời. Cũng may là cho nó đi. Nghi đi chứ không chịu nổi đâu. Mày thấy gì nữa.